Còn tại Romania, nhà chức trách nước này đã thông báo một người đã thiệt mạng và 46 người khác bị thương trong hai vụ nổ làm rung chuyển một trạm nhiên liệu hóa lỏng gần thủ đô Bucharest vào hôm 26 tháng 8, theo giờ địa phương. Vụ nổ đầu tiên xảy ra tại trạm nhiên liệu ở thị trấn Crevidia, cách Bucharest của Romania 30 km về phía bắc. Lửa đã lan sang hai bồn nhiên liệu và một ngôi nhà gần đó, buộc nhà chức trách phải sơ tán người dân trong bán kính 700 m và tạm thời phong tỏa quốc lộ gần đó. Vụ nổ thứ hai đã xảy ra vào buổi tối, khiến 26 nhân viên cứu hỏa đang nỗ lực khống chế đám cháy tại hiện trường bị thương. Đáng chú ý, trong số người bị thương, có 8 người bị bỏng rất nặng phải đặt nội khí quản. Chính phủ Romania đã tiến hành họp khẩn liên ngành tại trụ sở Bộ Nội vụ về vụ việc này. Phát biểu với các phóng viên sau đó, Thủ tướng Marcel Ciolacu cho hay 4 bệnh nhân nặng sẽ được chuyển tới điều trị tại bệnh viện ở Italia và Bỉ. Hệ thống bảo vệ dân sự châu Âu đã được kích hoạt. 4 nạn nhân bị thương nặng cần được chuyển đến các bệnh viện ở Italia và Bỉ ngay. Chúng tôi sẽ cố cứu càng nhiều người càng tốt. Thông tin sẽ liên tục được cập nhật. Trên mạng xã hội, Tổng thống Romania Klaus Iohannis cũng đã gửi lời chia buồn với gia đình các nạn nhân, khẳng định vụ việc là một thảm kịch. Ông kêu gọi nhà chức trách nhanh chóng tiến hành điều tra và thực hiện các biện pháp khẩn cấp để đảm bảo những vụ việc tương tự sẽ không tái diễn.